sau khi phái đoàn đã được ăn sáng rất là ngon miệng và thịt và nhiều món ăn tại nhà hàng 5 sao thì chúng tôi được chuyên chở đến nhà làng văn hóa thiểu số tại Đài Loan này. Và thưa quý vị, đây là một trung tâm có nhiều sắc dân thiểu số nhất tại Đài Loan. Du khách đến đây có thể đi vòng chung quanh để mà thưởng thức những cảnh đẹp này, cũng như có thể quý vị có thể lên một chiếc xe lửa nhỏ để mà chuyên chở quý vị du khách chung quanh khu vườn rộng lớn này để mà có thể xem hết những hoa, những cây lá rất là đặc biệt và hiếm có tại Đài Loan. Thưa quý vị, chúng tôi hiện đang có mặt tại làng văn hóa thiểu số cửu tộc và bên cạnh chúng tôi là một trong những người thuộc dân số thiểu số này. Hi, would you introduce your name, please? Yeah, my name is Angel, but my traditional name is Mokai. And would you like to tell our audiences about the village right here? Yeah, sure. Our village, you can see this park, it's very big. It's about 62 hectares, and this park is open in 1987. So it's big, so we divide it into three different subjects. First subject, major subject, we have to introduce, we preserve the traditional of Taiwan indigenous people. And Taiwan indigenous people, there is 14 different tribes. So we can see the performance here and traditional house and some culture, some ceremony in our park. Thiểu số của Đài Loan và Thanh Thúy được các dân thiểu số ở đây cho mặc áo quốc phục của công chúa của dân thiểu số Taiwan và đây là quốc phục Thanh Thúy mặc vô, nó có rất là nhiều lớp và thưa quý vị là và thêu dệt rất là công phu. Thanh Thúy cảm thấy 20 pound nặng hơn nữa của nó. Lớp trước tiên là mình phải mặc cái váy ở trong từ trên ngực dài xuống tới chân, sau đó là một cái áo hai vạt và sau vạt trước gần giống tựa như áo dài Việt Nam của mình. Như quý vị đã thấy rất là nhiều màu mè và đơm cúc, đơm kishels và sau đó thì được họ cho đeo vô một cái dây đeo cổ, những đá quý có thể là từ đây và được sơn bằng những bằng hand paint của các dân thiểu số Taiwan. Và sau cùng là Thanh Thúy được đội cái nón này có mấy cái đuôi đằng sau. Thanh Thúy cảm tưởng như là mình nửa người dân Indian, rất là lạ và đẹp. Và Thanh Thúy cảm thấy là một công chúa thật sự ở ngoài đời. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin mời tiếp tục quý vị tiếp tục theo dõi những hình ảnh sau đây. Thưa quý vị, cô ta vừa mới giới thiệu một cái món ăn rất là thuần túy dân tộc của dân tộc thiểu số wine tại đây. Trước tiên là món ăn mà cơm pha với lại nấm
và một vài thứ season là để cho nó có mùi vị, sau đó bỏ vô trong cái ống tre và bỏ trong lò để mà nướng lên. Và cái món kế tiếp là món súp mà làm bằng giam giống như là khoai lang, thưa quý vị. Và cái món kế đến là cái món trứng. Trước khi mà người ta bỏ cái quả trứng này vô trong lò để mà nướng đó, thì người ta phải ướp với lại rượu, là rượu gạo, để cho nó có mùi vị và thơm. Mà khi mà ăn quả trứng đó, không chỉ người thấy cái mùi rượu thơm, nhưng mà còn taste được, là ăn được, nếm được cái mùi vị chua chua, ngọt ngọt, chát chát trong đó. Và cuối cùng sau khi ăn các món này thì họ sẽ thưởng thức một ly rượu là làm bằng rượu gạo. Và đó là cái món ăn rất là thuần túy và dân tộc tại đây.